Chương trình chiều hôm nay gồm có Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc coi đại diện Nga không bằng gián và chuột Hoa Kỳ thúc đẩy Biden cho phép Ba Lan bắn hạ hỏa tiễn Nga Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc phủ nhận Triều Tiên tham chiến Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Hàn Quốc bằng cả vũ khí hạt nhân Thủ lĩnh mới của Hezbollah đe dọa Netanyahu ông Trump mặc đồ giận rác, trong khi ông Biden cắn chân em bé. Trung Quốc tuyên bố ông Trump có thể không ủng hộ Đài Loan. Hỏa tiễn của Triều Tiên đạt độ cao kỷ lục trong cuộc thử nghiệm. Tất cả đều có trong bản tin chiều nay. Kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa. Diệu Huyền xin kính chúc quý vị có một buổi chiều vui vẻ. Ngay sau đây là các bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin tuần này cho biết, quân đội Triều Tiên được nhìn thấy mặc quân phục Nga khi họ tiến về phía Ukraine vào thứ Tư, ông Austin đã đưa ra những phát biểu này trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Jong-un, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc Triều Tiên triển khai tới 11.000 quân để hỗ trợ Nga. Phó thư ký báo chí Ngũ Giác Đài là bà Sabrina Singh tuyên bố, chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã gửi tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ để huấn luyện ở miền đông nước Nga, có thể sẽ tăng cường lực lượng của Nga gần Ukraine trong vài tuần tới. Bà Sinh đưa tin rằng một số binh lính Triều Tiên đã đến gần hơn với Ukraine và đang di chuyển về phía khu vực biên giới Krash của Nga, nên lực lượng Nga đang phải vật lộn để đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. Hàn Quốc và các đồng minh ước tính rằng Triều Tiên hiện đã triển khai 11.000 quân tới Nga theo một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Hơn 3.000 quân đang di chuyển về phía các khu vực chiến đấu ở phía tây nước Nga, mặc dù các địa điểm cụ thể không được tiết lộ trong khi đó tối muộn ngày hôm qua tại new york một cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc đã được tổ chức liên quan đến sự hiện diện của binh lính triều tiên tại nga đại sứ thường trực tại liên hợp quốc của liên bang nga ông nebenza nói rằng không có lính triều tiên nào ở nga đồng thời tất cả những điều này là bịa đặt của ukraine và phương tây Đáp lại, đại diện thường trực của Ukraine, ông Kit đã gây gắt phát biểu như sau. Ngay cả chuột và dán trong phòng này cũng biết, nhưng đại sứ Nga thì không. Đồng thời nói thêm rằng, lính Triều Tiên không chỉ có mặt ở Nga, mà đội quân này còn được ông Kim giao nhiệm vụ dài hạn. Ngoài ra, ông Sergei Kit cũng cố gắng giải thích cho các đại biểu của Liên Hợp Quốc về ranh giới đỏ mà Tổng thống Putin và chính phủ của ông thường xuyên tuyên bố. Ông Kit nhấn mạnh, Nga không vượt qua ranh giới đỏ của các bạn, mà bọn chúng đi dọc theo thảm đỏ. Hơn nữa, đây không phải là thảm đỏ mà là một dòng sông máu, bắt đầu tuôn chảy vào thời điểm Nga được ngồi vào phòng họp của Liên Hợp Quốc. Sau đó, ông lisa tiếp tục nhắc nhở Liên bang Nga rằng Ukraine đang nhận hỗ trợ từ các quốc gia không nằm trong lệnh trừng phạt quốc tế, và việc Nga nhận hỗ trợ từ Triều Tiên không chỉ vi phạm hiến trường Liên Hợp Quốc, mà còn vi phạm mọi nghị quyết của tổ chức này. Sự tham gia tích cực của quân đội Kim Jong-un vào cuộc chiến tranh Nga-Ukraine là một tin xấu đối với toàn thế giới. Chế độ của ông Kim không chỉ cung cấp lính cho Liên bang Nga, mà còn theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Ông Kitlitsa cũng không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sẽ yêu cầu Moscow cung cấp các công nghệ tiên tiến liên quan đến vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, ông Kitlitsa lên tiếng thông tin từ cơ quan tình báo rằng có tới 12.000 binh sĩ Triều Tiên đang trải qua huấn luyện quân sự tại bãi huấn luyện của quân khu phía đông Liên bang Nga. Có thể tất cả họ sẽ nhận được thẻ căn cước Nga, mặc quân phục của lực lượng vũ trang Nga và sử dụng vũ khí Nga. Bọn chúng sẽ được sử dụng để thành lập một tiểu đoàn Buryat đặc biệt, đóng quân tại lữ đoàn dù số 11 của lực lượng vũ trang ngang. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo lưỡng đảng của Ủy ban Helsinki đang kêu gọi Tổng thống Biden bật đèn xanh cho đồng minh NATO là Ba Lan, mở rộng hệ thống phòng không của mình tới bầu trời Ukraine, giúp bắn hạ hỏa tiện của Nga với lý do tự vệ các đại diện là ông joe wilson và ông steve cohen lần lượt là chủ tịch và thành viên cấp cao đã gửi một lá thư yêu cầu ông biden cấp cho ba lan quyền đánh chặn và vô hiệu hóa hỏa tiễn trên bầu trời ukraine đặc biệt là những hỏa tiễn đe dọa xâm phạm không phận ba lan yêu cầu này dựa trên động thái của ba lan nhằm sử dụng và có thể mở rộng lá chắn phòng không của mình nhằm bảo vệ bầu trời của họ khỏi hỏa tiễn của nga nhưng cũng hỗ trợ ukraine trong việc phòng thủ các nhà lập pháp cũng đã chỉ trích chính quyền biden rằng họ đã chậm trễ trong việc chuyển giao quân sự cho ukraine trong nỗ lực quản lý sự leo thang với nga ông wilson và ông cohen viết bất chấp việc nga liên tục leo thang thông qua chiến tranh tổng hợp vi phạm không phận tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng và nỗ lực làm mất ổn định các thể chế dân chủ chúng ta vẫn ngần ngại đối đầu với những mối đe dọa này một cách quyết liệt cho phép nga tiến hành một cuộc chiến chống lại liên minh với hậu quả tối thiểu trong bối cảnh này, yêu cầu của Ba Lan về việc đánh chặn và vô hiệu hóa hỏa tiễn trên bầu trời Ukraine vừa cần thiết vừa cấp bách như một cơ chế hỗ trợ cho Ukraine và bảo vệ tiền tuyến biên giới của NATO. Thưa quý vị, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenza đã tuyên bố trong cuộc họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng việc binh lính Triều Tiên tham gia cuộc chiến chống Ukraine là thông tin sai lệch. Tin này được cho là phân tán để biện minh cho quyết định gửi quân của NATO đến giúp đỡ Kiev về việc chuyển quân đội triều tiên sang nga đây là một thông tin sai lệch màn trình diễn mà chúng tôi chứng kiến ngày hôm nay là một nỗ lực nhằm biện minh cho quyết định gửi quân đội nato tới hỗ trợ chế độ của tổng thống ukraine ông nebenza nói ông cũng nói thêm rằng quan điểm của nga về hợp tác với triều tiên là cởi mở triều tiên là đối tác thân thiết của chúng tôi sự tương tác của chúng tôi là minh bạch đây là quyền chủ quyền của chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, sự tương tác của Liên bang Nga với Triều Tiên trong lĩnh vực quân sự và các lĩnh vực khác không vi phạm luật pháp quốc tế, vì sự hợp tác đó không nhằm chống lại các nước thứ ba, ông khẳng định. Theo ông, Nga có kế hoạch phát triển sự hợp tác này mà không ai có thể ngăn cản được. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vụ việc có liên quan đến thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Nga và Triều Tiên. Trong khi đó, tờ Financial Times dẫn thông tin tình báo Ukraine cho biết hiện có 3.000 binh sĩ Triều Tiên đã tới khu vực Rus, chúng nằm cách biên giới Ukraine khoảng 50 km thưa quý vị các nhà lãnh đạo quốc phòng của hàn quốc và hoa kỳ đã lên án mạnh mẽ việc triều tiên điều động quân đội đến nga ngoài ra cho biết cuộc tập trận quân sự chung giữa hàn quốc và hoa kỳ sẽ bao gồm kịch bản triều tiên tấn công hạt nhân và phản ứng của nước này đối với chương trình vũ khí hạt nhân của triều tiên bộ trưởng quốc phòng hàn quốc ông kim jong un và bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ ông lloyd austin đã ra tuyên bố chung sau khi tổ chức Hội nghị Tham vấn An ninh Hàn Quốc-Hoa Kỳ lần thứ 56 tại Ngũ Nhắc Đài vào ngày 31 tháng 10. Trong đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Hoa Kỳ có ý định bảo vệ Hàn Quốc bằng mọi loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Ông Austin cho biết, ông đã đảm bảo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết toàn diện trong việc bảo vệ Hàn Quốc và cam kết về khả năng răng đe mở rộng vận vững chắc. Đồng thời, Bộ trưởng cho biết cam kết này được hỗ trợ bởi toàn bộ lực lượng và năng lực phòng thủ của Hoa Kỳ. Điều này bao gồm phòng thủ hỏa tiễn thông thường, vũ khí hạt nhân và các lực lượng và phương tiện phi hạt nhân tiên tiến. Chúng tôi cũng đã quay trở lại các cuộc tập trận quy mô lớn với các đồng minh của chúng tôi từ Hàn Quốc. Điều này tăng cường khả năng sẵn sàng chung và khả năng tương tác tác chiến của chúng tôi, ông nói. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác đến từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, lãnh đạo mới của hezbollah ông naim khasem đã đe dọa tính mạng của thủ tướng benjamin netanyahu vào hôm thứ tư vừa qua tuy nhiên ông cũng có vẻ đang mở đường cho một lệnh ngừng bắn với israel trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm vào hôm thứ hai kẻ thù phải biết rằng việc ném bom vào làng mạc và thành phố của chúng ta sẽ không khiến cho chúng ta phải rút lui lực lượng chúng ta kháng cự rất mạnh và có thể đưa uav đến phòng của ông netanyahu ông khasem nói Lần này, Netanyahu đã sống sót, nhưng có lẽ thời của ông ta vẫn chưa đến. Đồng thời, ông cho biết có lẽ một người Israel sẽ sát hại ông Netanyahu trong khi ông đang phát biểu. Bất chấp những lời đe dọa hiếu chiến của mình, ông Khoasem cũng cho biết Hezbollah sẽ đồng ý ngừng bắn với Israel theo các điều khoản có thể chấp nhận được, nhưng cho biết vẫn chưa có thỏa thuận khả thi nào được đưa ra. Trong khi đó, Iran tuyên bố có thể tung đòn đáp trả dứt khoát và đau đớn trước ngày bầu cử Hoa Kỳ diễn ra. Iran sẽ đáp trả dứt khoát và đau đớn đối với hành vi gây hấn của Israel. Kênh CNN ngày 30 tháng 10 dẫn nguồn tin quen thuộc với các thảo luận của giới lãnh đạo Iran, đề cập đến phản ứng của Tehran với đòn không kích quy mô lớn của Tel Aviv cuối tuần trước. Thông tin này cho thấy giới lãnh đạo Iran có thể đang thay đổi quan điểm sau những nỗ lực ban đầu nhằm giảm nhẹ tổn thất của đoàn tập kích và phát tín hiệu rằng nước này có thể sẽ không đáp trả. Thưa quý vị, chỉ vài hôm nữa là ngày bầu cử diễn ra. Video cảnh tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cắn đùa vào chân em bé hóa trang như một chú gà tây tại tiệc hội Halloween ở tòa Bạch ốc vào tối thứ tư được lưu hành kèm đủ loại bình luận của cư dân mạng. Trong khi đó, cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mặc đồ của nhân viên dọn rác, ngồi xe chở rác đi vận động tranh cử ở Wisconsin. Ý tưởng này xuất phát từ việc ông Biden tỏ ý coi thường ông Trump hay tổ chức các cuộc vận động lớn, đồng thời mô tả nhóm người ủng hộ ông là đồ rác rưởi. Ngay sau đó, có video những người ủng hộ ông Trump đã lên xe dọn rác và tham gia hoạt động này nhằm phản bác lại miêu tả của ông Biden. Dường như những lời lẽ gây gắt đã trở nên nhàm chán và các thông điệp vui vẻ hài hước đang tỏ ra hiệu quả hơn trong những ngày áp chót của cuộc tranh cử. Phóng viên của tờ báo Sky News bình luận rằng, cảnh ông Biden cắn chân em bé rõ ràng được cư dân mạng quan tâm hơn những bài thuyết của ứng cư viên Tổng thống Kamala Harris. Trong khi ông Trump mặc dù bị đối phương sỉ nhục nhưng đã phản ứng một cách hài hước nhẹ nhàng bằng cách mặc đồ nhân viên dọn rác. Ông xuất hiện khi bước ra khỏi chuyên cơ trong bộ đồ dọn vệ sinh, tiến tới chiếc xe tải chở rác, thay vì tới chiếc xe hơi siêu sang như mọi khi. Ông Vivek Ramaswamy, một doanh nhân ủng hộ ông Trump đã viết trên X như sau. Chúng tôi không phải là rác rưởi, mà chúng tôi là những người đi dọn rác thưa quý vị phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Zhu Feiyan cho biết vào hôm thứ tư rằng Đài Loan có thể bị loại bỏ nếu ông Donald Trump trở lại tòa bạch ốc và thực hiện chính sách đối ngoại Hoa Kỳ trên hết cho dù Hoa Kỳ đang cố gắng bảo vệ hay gây hại cho Đài Loan Tôi tin rằng hầu hết đồng bào Đài Loan của chúng tôi đã đưa ra phán đoán hợp lý và biết rất rõ rằng những gì Hoa Kỳ theo đuổi luôn là nước Mỹ trên hết. Bà phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm thứ tư, đồng thời bà cảnh báo người Đài Loan rằng Đài Loan bất cứ lúc nào cũng có thể biến từ một quân cờ thành một đứa con bị bỏ rơi. Ông Trump trước đó đã cho biết Trung Quốc không muốn thực hiện hành động quyết liệt như vậy vì họ không muốn mất tất cả các nhà máy sản xuất chip đó. Tuy nhiên, ông tin rằng Ông Tập Cận Bình vẫn quyết tâm chiếm Đài Loan vào một ngày nào đó. Giám đốc CIA William Burns cho biết vào tháng 2 rằng ông Tập đã ra lệnh cho quân đội của mình sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào năm 2027, mặc dù nhiệt huyết của ông đối với cuộc xâm lược này đã giảm bớt phần nào khi chứng kiến kết cục thảm khốc của cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông Trump nói rằng ông tự tin có thể tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với ông Tập Cận Bình đủ để ngăn chặn một cuộc xâm lược Đài Loan xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng khuyên người Đài Loan rằng không nên xem nhẹ an ninh của quốc gia họ. Thưa quý vị, Triều Tiên vừa thử nghiệm phóng một hỏa tiễn tầm xa về mặt lý thuyết có khả năng tấn công tới lục địa Hoa Kỳ. Một động thái thể hiện sự thách thức của chế độ này trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về sự tham gia của quân đội nước này vào cuộc chiến ở Ukraine. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ tin rằng vụ phóng là hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM, nhưng không nói họ đã đưa ra đánh giá đó như thế nào. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết hỏa tiễn này đã bay cao hơn và lâu hơn so với những hỏa tiễn khác cho Triều Tiên thử nghiệm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết chế độ đã thực hiện hành động quân sự thích hợp, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực đã làm leo thang căng thẳng và gây ra mối đe dọa đối với an ninh của đất nước ông. Chính phủ Nhật Bản cho biết hỏa tiễn đạt độ cao tối đa hơn 7.000 km, một độ cao kỷ lục và bay trong 1 giờ 26 phút chưa từng có. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Shin Chavez, cho biết vụ phóng chứng minh rằng Triều Tiên tiếp tục ưu tiên các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỏa tiễn tạng tạo phi pháp hơn là phúc lợi của người dân. Đồng thời nói thêm rằng, Washington sẽ nỗ lực bảo đảm an ninh cho đất nước Hoa Kỳ và các đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản. Xin cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp đến đây đã kết thúc. Dự huyện một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.